Chu Thị Hiệp kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julie được mời một trẻ bạn là đó là Dr. Thủy Vô Đen. Dr. Thủy là hiện tại làm cho trên trường UCI. Chị Thủy cũng là làm một trong Board of Director cho cái trung tâm Vala. Vala là một tổ chức thuy nội những đó là non-profit giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình giúp về arts and culture. Dr. Thủy, thank you so much and welcome to the show. Thank you. Cảm ơn chị Julie và xin kính chào quý khán giả của đài Little Saigon TV. Thủy, you know, before we start, I want you to introduce yourself. Dr. Thủy, hiện tại chị Thủy là làm cái gì trong UCI and Javala? Thúy là tôi tên là Thúy Võ Đặng và là một nhà giáo dục và hơn nữa Thúy là tình nguyện viên là volunteer trong thành viên hội đoàn quản trị là Board of Directors của Hội Văn học Nghệ thuật Vala. Vala đã thành lập vào năm 1991. Wow. Một số anh chị em trong cộng đồng những người tác giả và nghệ sĩ và nhà văn, họ thấy là cộng đồng của mình rất là cần thiết một hội để có thể phát triển nghệ thuật trong cộng đồng. Cho nên họ thành lập Vala. Thì hiện giờ Vala có những thành viên, Thúy nghĩ đến mình như là second generation, thế hệ 2 của Vala. Trong công việc làm của Thúy ở UC Irvine, Thúy là một người điều khiển là director, là giám đốc. Một cái thư viện kho lưu trữ or archive cho một số tài liệu của cộng đồng Đông Nam Á từ những người Campuchia, Mông, Lào và Việt. Thì Thúy như là bảo tồn và let's see, how do we say provide access. Cũng giúp nhiều dịch vụ á, có nhiều dịch vụ cho cộng đồng Việt Nam của mình phải ha. Dạ đúng. Bảo tồn lịch sử của những cộng đồng này. Wow, ok. Tại Julie cũng tham dự cũng vài cái bữa tiệc về mấy cái chương tổ chức cho của Vala về trước. Julie thấy đó là hai cái chương trình mà Vala làm cũng rất là nhiều người tham dự, đó là một là Vietnamese Film Fest, and hiện tại là Dr. Huy cũng có là một cái chương trình khác, đó là Vietnamese Book Fest. So, trong ngoài hai cái chương trình đặc biệt đó, Vala vẫn làm chương trình gì thêm nữa cho cộng đồng Việt Nam của mình? Từ năm 1991 thì Vala nổi tiếng nhất là làm những art exhibits, những triển lãm nghệ thuật trong cộng đồng. Và Việt Film Fest, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế đã có từ 2003. Vala lúc trước thì làm mỗi 2 năm là một lần một cái đại hội này. Nhưng mà hiện giờ tại vì COVID năm nay mình không có. Nhưng mà Thúy nghĩ là năm sau mình sẽ quay lại có chương trình Việt Film Fest cho cộng đồng. Chương trình này rất là quan trọng tại vì gồm có những phim từ từ Việt Nam và Hoa Kỳ và những nước khác, những nước mà có một dân số gốc Việt thì họ cũng ra những cái phim về kinh nghiệm và những câu chuyện của cộng đồng của mình. Thì Vala rất là cũng như là cái purpose, cái goal đó là mình tạo ra một cái không gian để có thể chia sẻ những câu chuyện của người gốc Việt. Yeah. Tại Julie cũng có tham dự một cái Vietnamese Film Fest năm vừa trước. And Julie là trong cái cũng là một cái người quý khách về cho cái phim đó, cái là phải vào là hạnh phúc của mẹ hay gì vậy không? Đúng. And so Julie thấy là cũng có rất là nhiều phim là cái director and producer ha, you know, actor là người Việt Nam mà phải mỗi cái phim đó là phải làm tiếng Việt ha, tiếng Anh. Cả hai đều cũng đúng, có thể tuyển chọn được. Hơn nữa là Việt Film Fest cũng có những phim tiếng Pháp, tiếng những tiếng khác cũng có. Nhưng mà đa số là phim tiếng Anh và tiếng Việt được trình chiếu ở Việt Film Fest.
Dạ, xin quý vị khán giả thấy đó là bác sĩ Thủy, Dr. Thủy là rất là trẻ mà vẫn có nhiều cái tâm với cái lòng để cho giúp cộng đồng Việt Nam của mình. Trong chương trình của Vala, cái hội hội tổ chức đây á, là cũng rất làm nhiều cái chương trình rất đặc biệt cho giúp cộng đồng Việt Nam của mình. Mình làm sao mà mình giữ cái ngôn ngữ về cái văn hóa cho cộng đồng Việt Nam của mình rất là quan trọng. Julie thấy đó là Julie cái hy vọng á, là mình làm cái chương trình làm cho mấy trẻ em cũng có tham dự, chứ không phải là người lớn tuổi, không phải không chị Thủy? So Julie thấy đó là rất quan trọng. Julie muốn nói thêm đó, bây giờ là cái chương trình về viết book fest đó là cho về cho trẻ em hay về cho bố mẹ, cái đó là khác làm sao? Viết book fest năm nay Vala tổ chức lần đầu tiên. Tháng 10, mỗi thứ bảy tháng 10 hiện giờ thì Vala có một cái book reading. Vala bắt đầu việc book fest chuyên về những tác giả viết những cuốn sách về sách thiếu nhi, children's literature. Thì năm nay thì đề tài là sách thiếu nhi, có thể là năm sau chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào youth, young adult, hoặc là fiction, adult fiction, hoặc là poetry, chưa biết. Nhưng mà năm nay đó, sách thiếu nhi thì có những tác giả rất là dễ thương. Chúng tôi đã có cô Trần Thị Minh Phước, cổ viết cuốn sách Vietnamese Children's Favorite Stories, và được minh họa của cô Nguyễn Thị Hợp và bác Nguyễn Đông. Và tuần ngày 10 tới tháng 10 thì chúng tôi cũng có một cái cuốn sách của anh Minh Lê. Anh viết cuốn sách gọi là Green Lantern Legacy. Đó do DC Comics, rất là nổi tiếng với những người mainstream. Thì họ đã có một người anh hùng gốc Việt. Và những cách mà mình suy nghĩ đến người anh hùng đó, thường thường là mình nghĩ đến người trẻ. Hoặc là đàn ông, phải không? Nhưng mà ở trong cuốn sách này thì có một người bà nội, bà là Green Lantern, và bà chia sẻ những cái powers của bà cho cháu của bà. Thì rất là nhiều đề tài trong Việt Book Fest nó nhấn mạnh vào chia sẻ cái intergenerational storytelling. Yeah, Julie thấy đó là Dr. Thuy á, là với các nhiều bạn trẻ là rất bỏ rất nhiều sức vô để cho tổ chức mấy cái chương trình đây. Trong cái bữa COVID thì mình thấy đó là mỗi gia đình cũng có nhiều cái lo lắng, mà mình có được cái chương trình giống như cái hội chợ giống như Vala rất giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình, cho mình làm cái việc nó khác hơn chút. Julie thấy đó là nhiều trẻ đó thì mà phải đi học distance learning, luôn luôn là cũng phải coi mạng, lên mạng mãi, thì nó cũng hơi khó chịu và cũng có nhiều căng thẳng lắm. Mà mỗi thứ bảy thì quý vị thấy đó là có cái chương trình rất đặc biệt để cho gia đình với mấy trẻ em với bố mẹ có tham dự chung. Thì Julie thấy đó là rất là quan trọng á, là làm sao mình chơi với con, mình đọc sách với con để cho con được giữ cái văn hóa đó. Cái for the Vietnamese Book Fest thì đó là một cái chương trình là Vala là cái non-profit, là một hội tổ chức tuy nhiên là giúp được cộng đồng Việt Nam của mình, đó là rất quan trọng. Julie muốn hỏi thêm về Dr. Thuy á, là bây giờ Vala làm rất nhiều, vẫn tiếp tục làm rất nhiều công việc cho cộng đồng Việt Nam của mình, mà trong cái mùa COVID bây giờ phải thay đổi cái gì nhất, là thấy là khác, phải làm gì khác cho mình giúp được cộng đồng Việt Nam mình? Lúc trước thì Vala thường thường là tổ chức những chương trình in person, thì mình cũng như những cuộc triển lãm hoặc là những đại hội điện ảnh, thì thường thường cộng đồng đu tới từ Quận Cam hoặc là xa hơn nữa. Thì mình đến với nhau và mình chia sẻ những câu chuyện với nhau. Và rất là thường thường mình có rất là nhiều tiệc nữa, tiệc tùng đó. Nhưng mà vì COVID thì chúng tôi cũng phải suy nghĩ những phương pháp mới để có thể outreach đến cộng đồng. Thì mình biết là nếu mình nhấn mạnh vào giới trẻ thì họ cũng rất là quen thuộc những cái platform như là Zoom hoặc là Facebook Live, vân vân. Nhưng mà
chủ yếu của việc bứt phá là có thể khuyến khích cha mẹ và tuổi trẻ đến với nhau để có thể đọc những câu chuyện của tác giả trước, và có thể đến với Vala trong cuối tuần để có thể gặp mặt, hợp mặt với những tác giả. Cho nên cái đó là rất là đặc biệt. Tại vì nếu mà các em thấy những người tác giả viết câu chuyện rất là hay, mà các em có thể đến vào một cái công phòng, cái Zoom room để hỏi những câu hỏi, cũng như là tại sao bác đặt câu chuyện như thế, tại sao bác vẽ những hình ảnh như thế. Cảm ơn bác sĩ Thúy. Bây giờ là cũng mình phải đi lên quảng cáo một chút nha. Thì sau đây quảng cáo, Julie với bác sĩ Thọ vẫn tiếp tục nói thêm về đề tài về Vietnamese Book Fest. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.